Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2018. Thánh lễ Ngày Quốc tế Di cư và Tị nạn lần thứ nhất. Quest'anno ho voluto celebrare la giornata mondiale del migrante. Anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay kể lại ơn gọi của ngôn sứ Samuel và ơn gọi của hai tông đồ Andre và Gioan. Như đã làm với Samuel hôm nay, Chúa cũng gọi tên chúng ta và xin chúng ta tôn kính sự kiện chúng ta đã được tạo dựng như là các con người duy nhất không thể lặp lại được. Tất cả đều khác nhau và với một vai trò riêng biệt trong lịch sử thế giới. Hai môn đệ của Gioan tẩy giả hỏi Chúa Giêsu: "Lạy thầy, thầy ở đâu?" Câu trả lời của Ngài: "Hãy đến mà xem." Mở ra cho một cuộc gặp gỡ cá nhân, chiêm ngắm một lúc thích hợp để tiếp nhận, hiểu biết và thừa nhận tha nhân. Trong sứ điệp cho ngày di cư tị nạn hôm nay, tôi đã viết: "Mỗi một người ngoại quốc gõ cửa nhà chúng ta là một dịp gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự đồng hóa mình với người ngoại quốc được tiếp đón hay bị khước từ thuộc mọi thời đại. Và đối với người ngoại quốc, người di cư, tị nạn và xin tị nạn, mỗi một cánh cửa cũng là một dịp gặp gỡ Chúa Giêsu. Lời Ngài mời gọi hãy đến mà xem cũng được hướng tới tất cả chúng ta, các cộng đoàn địa phương và các người mới tới. Đó là một lời mời gọi thắng vượt các nỗi sợ hãi, có thể đi gặp tha nhân để tiếp đón họ, hiểu biết họ và thừa nhận họ. Đó là một lời mời gọi cống hiến cơ may gần gũi người khác để xem họ ở đâu và sống thế nào. Trong thế giới ngày nay, đối với những người mới tới, tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận, có nghĩa là hiểu biết và tôn trọng các luật lệ, nền văn hóa và các truyền thống của các nước tiếp đón họ. Nó cũng có nghĩa là hiểu các sợ hãi và học hỏi cho tương lai. Đối với các cộng đoàn địa phương, tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận có nghĩa là rộng mở cho sự phong phú, cho sự khác biệt mà không có các tiền ý niệm, hiểu biết các tiềm năng và các niềm hy vọng của những người mới tới, cũng như sự dễ tổn thương và các sợ hãi của họ. Cuộc gặp gỡ đích thực với người khác không chỉ dừng lại ở việc tiếp đón, nhưng khiến cho tất cả chúng ta dấn thân trong các hoạt động khác mà tôi đã minh nhiên trong sứ điệp cho ngày này. Đó là che chở, thăng tiến và hội nhập. Trong cuộc gặp gỡ đích thực với người lân cận, chúng ta sẽ có khả thể nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng xin được tiếp đón, che chở, thăng tiến và hội nhập. Nó sẽ là tiêu chuẩn của ngày phán xét sau hết. Cuộc gặp gỡ đích thực này với Chúa Kitô là suối nguồn của ơn cứu độ, một sự cứu độ được loan báo và đem tới cho tất cả mọi người, như tông đồ Andre cho chúng ta thấy. Sau khi cho anh mình là Simon biết ông đã tìm thấy Đấng Mêsia, ông dẫn anh tới với Chúa Giêsu để cho anh có cùng kinh nghiệm gặp gỡ như ông. Thật không dễ bước vào trong nền văn hóa của người khác, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác biệt với chúng ta, hiểu các tư tưởng và các niềm hy vọng của họ. Và chính vì thế, chúng ta thường khước từ sự gặp gỡ với tha nhân và dựng lên các hàng rào để bảo vệ chính mình. Các cộng đoàn địa phương đôi khi sợ các người mới tới quấy rối trật tự đã có, sợ họ ăn trộm cái gì đã được xây dựng một cách vất vả. Cả những người mới tới cũng sợ sự đối chọi, phán đoán, kỳ thị, thất bại. Các nỗi sợ hãi này hợp pháp vì dựa trên các nghi ngờ dễ hiểu trên bình diện nhân loại. Có các nghi ngờ và sợ hãi không phải là một tội. Tội là để cho các sợ hãi đó xác định các câu trả lời của chúng ta, điều kiện hóa các lựa chọn của chúng ta, làm hại cho sự tôn trọng và lòng quảng đại, nuôi dưỡng sự thù hận và khước từ. Tội là từ chối gặp gỡ người khác với sự khác biệt
với tha nhân, nhưng thực ra là một dịp đặc ân của sự gặp gỡ với Chúa. Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay với Chúa Giêsu nơi người nghèo, người bị gạt bỏ, người tị nạn, người xin tị nạn, làm nảy sinh ra lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay. Một lời cầu nguyện cho nhau giữa các cộng đoàn tiếp đón và người di cư tị nạn. Chúng ta hãy phó thác cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria rất thánh các niềm hy vọng của mọi người di cư tị nạn trên thế giới, để chúng ta tất cả học biết yêu thương tha nhân, yêu thương người ngoại quốc như chính mình, phù hợp với giới răn bác ái và yêu thương tha nhân của Thiên Chúa.